tục trước khi vào chùa. Thường thì trước khi vào chùa chiền đây, người ta hay gọi rửa tay rửa mặt bằng nước ở đây. Còn mình cũng không rành thủ tục này là như thế nào, cho nên thôi cũng không biết, còn mình cũng không có đi vào chùa. Và đây là ngôi chùa mọi người đang xếp hàng để đi vào. Đây chùa không biết đâu là vàng thiệt hay vàng giả, mà thấy vàng rất là sáng chói các bạn. Đây là thùng xem bói, đầu năm chúng ta đi xem bói. Là giờ mình không tin chuyện bói toán, nhưng mà hôm nay mình đã thử vận may. Đây mất 200 yên, mình lấy một tờ ra mình xem. Đây là tờ xem bói, bói bằng cái này gọi là xem bói bằng thẻ tre gì đó của Nhật. Đây là ông anh mình đang mở ra. À, có bằng mai, có cái gì? Có cái gì này? Bằng vàng nha. Cái gì bằng mã vàng, cho bằng vàng, cho tờ giấy viết. Và tất nhiên trong đây nó viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật các bạn. Cái này mở không được hả? Mở không được hả? Ừ. Cái đó là để gì? Brighton Oracle. Tại gì? Google dịch xem. Google dịch. Google dịch. Là viết cái gì này? Brighton là viết này. À, tức là nó kêu mà chắc là viết cái gì lên đó quá hay là sao? Hay là mình giữ cái này. Ủa sao mấy người kia tờ dài mình tờ ngắn vậy ta? Thì ta? Đó. Không biết. Rồi cái tờ đó hay gì đó không ơi, cái tờ đó là viết đó. Mở cái tờ đó ra thử coi. Tờ này hả? Ừ. Tờ này có cái gì? Mở ra rách à? Đó đó, có đường mở đó không ơi. Đó. Ừ. Lặn lặn ra mở được á. Được được, mở được mà. Cẩn thận. Đó. Ừ đó đó đó. Gỡ ra được, gỡ ra có dán nhẹ đó hả? Ừ, đó. Đây, tờ này đây là có tiếng Anh rồi có tiếng Việt. Đây tiếng Việt nổ. Có tiếng Ấu đâu, có tiếng Anh rồi có tiếng Nhật chứ. Mình quên, không có tiếng Việt, dễ gì có tiếng Việt được. Ok, đây. Rồi bây giờ ở đây là tiếng Nhật. Vâng. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Google dịch. Cái này hình như mình giữ lại rồi. Cái này đi giữ lại. Và sau khi xem xong cái này thì chúng ta sẽ tiến hành tới bước của thầy cuộc này lên. Đây. Cuộc lên này thì đang cuộc đây. Đấy. Cuộc lên như thế này đây, và những cái người ta xem bói che xong ta cuộc. Giờ tới cô mình mở ra xem nhé. Và đây là cái tờ của mình. Đây các bạn. Đây là tờ bói của mình. Đây. Và mình cũng không hiểu nó viết cái gì luôn. Và bên đây có tiếng Anh. Bạn nào giỏi tiếng Anh có thể dịch giùm mình. Đây. 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 Tiếng Anh hoàn toàn mình không hiểu. Dũng chào nhãn này. Nhãn cỏ cho em. すみません、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと。
Ok, bây giờ là xong. Đây, mọi người đã cột. Wow. Ngoài ra thì người ta còn ghi vào những cái điều ước ở đây, những cái tấm bảng gỗ như thế này, có rất nhiều các nước khác nhau. Đây, tiếng gì đó mình cũng không biết nữa. Đây, nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng gì của rất nhiều nước. Đâu có tiếng Việt hả? Đây, có tiếng Việt. Đây, có một bạn chắc là người Việt Nam đây, tiếng Việt này. Mong bình an và may mắn đến với gia đình và người thân. Mong mọi người, mong mọi sự luôn được như ý. Chúc mừng năm mới. Đây, đây là chắc là tiếng Hàn. Đây, có rất nhiều người đến đây và họ ghi vào này. Đây, những giống như là những cái điều ước. Đây, đây